Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Sri Lanka là nước tham gia tổ chức hội nghị đầu tiên của phong trào Á-Phi tại Bandung, Indonesia năm 1955 và sau đó là tham gia thúc đẩy phong trào không liên kết. Hai nước Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống. Chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 bầu lại làm Tổng Bí thư. Tổng thống Sri Lanka cũng đã chúc mừng những thành tựu mà nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đồng thời chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đoàn kết mà Việt Nam đã dành cho Sri Lanka, đặc biệt là tại các diễn đàn quốc tế. Sri Lanka mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ và luôn sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Sri Lanka trong công cuộc kháng chiến trước đây và phát triển hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Sri Lanka sẽ tiếp tục giành thành tựu mới trong quá trình phát triển, sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka trong việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex để trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhất trí chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh hỗ trợ ở cung cấp vaccine và phục hồi kinh tế sau đại dịch phối hợp triển khai tận dụng hiệu quả hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU và sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản nông sản Việt Nam vào thị trường Pháp nhất là những trái cây như là vải thiều xoài thanh long chanh leo thúc đẩy ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng liên quan đến thủy sản Việt Nam phục vụ phát triển nghề cá bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Pháp tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Pháp làm ăn, học tập và sinh sống, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Về vấn đề Biển Đông, hai thủ tướng khẳng định về tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, an ninh và hòa bình tại Biển Đông, nhấn mạnh vai trò của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương. Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định pháp đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược với việt nam nhân dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã mời thủ tướng pháp thăm việt nam thủ tướng pháp cũng đã mời thủ tướng chính phủ thăm chính thức pháp trong thời gian tới